Vậy là ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà nhà em trải cái phủ cái bạt che phủ cỏ này cho cái vườn hoa mẫu đơn của nhà mình. Ngày cuối cùng rồi, rất là đẹp phải không các bác? Hôm trước cái chỗ này cỏ nó rộng lắm, nhưng mà che phủ này vào cái nhìn vườn cây rất là đẹp luôn. Ngày hôm nay nhà em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác về cái sản phẩm bạt che phủ cây này. Và trực tiếp thì nhà em đang sử dụng, đang trồng đây, đang làm đây. Thì các bác quan sát cái quá trình bác thợ nhà em đang ghim. Thì trong cái quá trình làm này thì cây này ấy, là nó sinh trưởng phát triển rất là tốt nha các bác nhé. Hoàn toàn nó không bị ảnh hưởng bất cứ bởi một cái lý do này. Bởi vì sao? Bởi vì là cái bạt này là cái bạt chuyên dụng dành để chuyên để che phủ cỏ dại. Đây là một trong những cái biện pháp mà khá là hữu ích, tiết kiệm và không phải lo phun thuốc trừ cỏ. Bởi vì cái bạt này này nó bền lắm. Cái bạt này nó rất là bền nhé. Nó sử dụng được khoảng 4 đến 5 năm một cái loại tốt. Còn loại mỏng hơn thì nó cũng phải được 3 năm. Mà các bác biết là ví dụ như cái cây này đi, 3 năm thì nó cũng tốt rồi, mà có khi 3 năm mình cũng bán rồi. Đấy, thì làm nông nghiệp thì mỗi người sẽ có một cái định hướng khác nhau, một cái gọi là đấy, cái loại cây khác nhau. Thì ở đây là em vườn cây nhà em đang lựa chọn là cây hoa mẫu đơn. Đấy, cây cũng đang lên rất là đẹp luôn, kèm với hệ thống nước tự động và cây chay nữa. Cây chay ở tán trên, cây chay là lúc trước em trồng trước. Bây giờ quay trở lại với video là cái bạt che phủ cỏ này. Đấy, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác xem nhé. Thì đây là cái đinh ghim này. Đấy, đây là cái đinh ghim để các bác có thể ghim khi mà ghim cái cỏ này xuống. Đây em quay cho bác xem nhé. Đấy. Nó phải dùng búa đóng xuống. Tại vì sao ạ? Tại vì là như thế nó chắc, bạt bước nó không gió nó không bật cái bạt của mình lên. Đấy, toàn bộ khu vườn đã được che phủ bạt đây. Đây là một cái cuộn bạt khổ 60 này các bác này. Đấy. Đây, khổ 60. Các bác có thể cảm thấy cái độ bóng của nó không ạ? Cái độ bóng này là chính là một cái lớp che phủ. Lớp che phủ bằng một cái lớp bóng giúp bền hơn cho cái bạt này, nó bền hơn. Rất đẹp luôn mà rất sạch nữa. Đây, đang đi, em đang đi chân đất này. Đi trên cái thảm này rất là sạch luôn. Thì với cái việc sử dụng cái bạt che phủ cỏ này thì cái lợi ích của nó đem lại rất là lớn. Thứ nhất là tiết kiệm cho các bác rất là nhiều luôn, tiết kiệm công, tiết kiệm tiền, tiền của rất là nhiều. Đấy. Cái cây này đang lên rất là đẹp. Hoa vườn này nói chung là nó lên nhìn đẹp lắm các bạn, rất là đẹp luôn. Tầm này đang tầm hoa này, khu vực ao này. Đấy thì các bác nào làm trang trại như nhà em đây thì có thể tham khảo cái bạt che phủ cỏ này. Đấy, đầu tư một lần sẽ sử dụng được rất là lâu. Đây, cây chay đang lên tán rất đẹp, cây này đẹp đấy. Dùng rất là lâu các bác nhé. Nhà em trực tiếp là một nhà làm vườn cũng như là trải nghiệm cái sản phẩm này rồi, cho nên là thấy nó tốt, thấy nó dùng quá là ok luôn. Thì mong muốn là đem đến cái sản phẩm này cho các bác nhà nông, giới thiệu sản phẩm đến cho các bác. Đấy thì cũng có những bác sẽ lựa chọn những cái cách tiêu diệt cỏ dại khác nhau. Thì em chỉ muốn đưa lên nội dung làm sao cho các bác nó phù hợp nhất. Đấy, như nhà em ở đây thì em thấy là phù hợp nhất. Bởi vì là em có làm kinh doanh nhưng mà kết hợp với lại cái hải đường này, kết hợp với lại bán những cái sản phẩm này, cho nên là em đã trải nghiệm sản phẩm này rất là tốt. Các bác có nhu cầu đặt hàng cho cái bạt che phủ cỏ này thì liên hệ cơ sở bên em nhé. Số điện thoại em để bên phía góc trái của màn hình. Em nhận ship hàng toàn quốc. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Hàng thì nó có các cái khổ 60, 1m, 1m rưỡi, 2m và 4m. Đấy, rất là mong các bác có nhu cầu liên hệ với cơ sở bên em. Hôm nay là ngày cuối cùng bác thợ bác làm ở khu vực này nhà em rồi. Đây, toàn bộ khu vực đằng kia rất là rộng. Là đã được phủ bằng cái bạt này. Rồi xin chào các bác nhé.